Xin chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập các số từ 1 cho tới 10 cùng với cô Thơ nhé. Để thực hiện hoạt động ôn tập này, các bạn hãy chuẩn bị cho cô Thơ 10 phiếu. Các con có thể cắt ra 10 phiếu và các bạn viết các số từ 1 cho tới 10 trong đó. Và chuẩn bị giúp cô một chiếc hộp. Hoặc các bạn cũng có thể để các con số đó vào chiếc mũ hay là chiếc bát đều được nhé. Rồi, các bạn hãy bỏ các con số vào đây. Và chúng ta lắp đi con số lên. Bắt đầu nào. Hello, my name is Thơ. I'm 33 years old. Number 2. Number 3. Number 6. Oops. Number 1. Number 5. Number 8. Number 7. Number 9. Number 4. And number 10. Goodbye, everyone.